Bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ, xe đang tiến vào nhà xe. Tâm vô lăng, điểm chấm trên gạt nước, thẳng hàng. Với lại cái vết canh ở đây nè, ngay có cái làn đỏ trắng đó. Mỗi nhà xe có một cái vết canh khác, cái điểm canh khác nhau. Rồi, đánh hết lái phải lên, khi vai ngang với nhà xe thắng đứng đánh hết lái phải lên. Đánh lên cho đến khi đuôi xe buông góc, thẳng góc. Góc với cái góc nhà xe cho đến khi đuôi xe thẳng góc với góc nhà xe này đó, thẳng góc với góc nhà xe này nè đó, thì bắt đầu đánh hết lái trái cho xe lùi, đánh hết lái trái cho xe lùi, cho đến khi thấy song song thì thẳng lái và lùi tiếp. À, bạn này lùi được nè, đạt nè, lùi tiếp cho nghe tiếng pin thì dừng lại. Đó, như vậy là nghe tiếng pin xong rồi dừng lại và đánh và vào số 1 đi thẳng lên đến góc của nhà xe. Khi mà vai đã qua khỏi góc nhà xe này nè, vai qua khỏi góc nhà xe thì đánh hết lái phải cho xe đi ra. Tại sao? Bởi vì nếu mà mình đánh sớm quá, vai chưa tới góc nhà xe mà đánh sớm thì bánh xe sau nó sẽ đè lên cái ống màu đen này nè, đè lên ống hơi màu đen là bị trừ 5 điểm. Phần thi này được hiện trong vòng 2 phút, nếu quá 2 phút bị trừ 5 điểm.